Quý khán giả đang theo dõi bản tin trong ngày của đài CBN trên băng tần 18.14. Và bây giờ, Việt Hoàng sẽ trở lại với bản tin đầu tiên trong phần tin Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ là bản tin Tổng thống Trump bỏ kế hoạch cắt giảm hàng tỷ Mỹ Kim viện trợ nước ngoài. Tổng thống đưa ra quyết định vào hôm thứ Năm trong bối cảnh một cuộc nội chiến đang diễn ra giữa các cố vấn ngân sách và các viên chức nội các. Điều này cho thấy phái điều dân về ngân hàng, ngân sách một lần nữa thất bại trong việc thuyết phục ông thắt chặt chi tiêu và đổ lỗi cho Quốc hội cố tình ngăn chặn. Bộ trưởng Ngân khố Steven Mnuchin, Ngoại trưởng Mike Pompeo và một số nhà lập pháp Cộng hòa cảnh báo ông Trump rằng bước đi này có thể gây bất lợi cho an ninh quốc gia và cho các cuộc thương lượng đảng phái trước hạn thời hạn của một cuộc đóng cửa chính phủ. Trong khi đó, quyền giám đốc ngân sách Roosevelt và quyền chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Mike Mulvaney vẫn khuyên Tổng thống theo đuổi kế hoạch cắt viện trợ nước ngoài. Trong khi đó, Ngoại trưởng Pompeo ca ngợi đồng minh Đan Mạch sau khi Tổng thống Trump hủy bỏ chuyến viếng thăm. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Mike Pompeo đã có cuộc gọi với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đan Mạch J.B. Kofod ngày hôm qua để thảo luận về chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Donald Trump tới quốc gia này, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 9. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Morgan Ortagus nói trong một tuyên bố, Ngoại trưởng bày tỏ sự đánh giá cao về sự hợp tác của Đan Mạch với tư cách là một trong những đồng minh của Hoa Kỳ và những đóng góp của Đan Mạch trong việc giải quyết các an ninh chung trên toàn cầu. Hai vị Ngoại trưởng Pompeo của Hoa Kỳ và Kofod của Đan Mạch cũng thảo luận về việc tăng cường hợp tác với Vương quốc Đan Mạch, bao gồm cả vấn đề Greenland ở Bắc Cực. Tổng thống Donald Trump đã hủy cuộc gặp mặt với Thủ tướng Đan Mạch sau khi bà có ý nói rằng Hoa Kỳ đã mua đảo Greenland là một điều hết sức vô lý. Tổng thống Trump được nữ hoàng Đan Mạch mời chuyến thăm cấp nhà nước chính thức. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc đã xác nhận rằng toàn bộ chuyến đi đã bị hủy bỏ. Cơ quan Bộ Tư pháp gửi tài liệu da trắng thượng đẳng cho nhân viên tòa di trú. Một nghiệp đoàn thẩm phán di trú cáo buộc Bộ Tư pháp đã gửi thư điện tử cho tất cả các nhân viên tòa di trú có kèm đường dẫn đến một bài báo trên mạng da trắng thượng đẳng, trong đó tấn công trực tiếp vào các thẩm phán đương nhiệm với những ngôn từ phân biệt kỳ thị chủng tộc. Email được gửi đến nhân viên tòa vào những ngày trong tuần kèm những đường dẫn đến những bài báo về di trú có trang blog đăng tường trình về việc Bộ Tư pháp đang thực hiện những bước đi bác bỏ nghiệp đoàn thẩm phán di trú và những tấm hình của một số vị thẩm phán bị dán mác Critch trước tên của họ và lời bình chống Do Thái. Cựu nữ phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders sẽ trở thành bình luận viên cho đài Fox News. Fox News đã ký với cựu tiêu viên báo chí Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders hợp đồng làm cộng tác viên hãng truyền thông thông báo vào hôm thứ Năm. Về phần mình, bà Sanders cho biết, Fox News là cơ quan truyền thông số 1 ở Hoa Kỳ trong 17 năm hoạt động, và tôi lấy làm hãnh diện được tham gia vào đội ngũ bình luận viên cung cấp sự hiểu biết và phân tích chính trị đáng kinh ngạc của họ. Cựu phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc 37 tuổi sẽ bình luận và phân tích chính trị cho Fox News Channel, Fox Business Network, Fox News Digital, Fox Nation và Radio Podcast. Sanders sẽ xuất hiện lần đầu với tư cách là bình luận viên trên Fox and Friends vào ngày 6 tháng 9 tới đây. Tổng thống Trump đã kích Ford Model do ký thỏa thuận và bảo vệ môi trường với California. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư 21 tháng 8 vừa qua mở ra một loạt các cuộc tấn công nhắm vào một số công ty sản xuất xe vì đã không hậu thuẫn kế hoạch của ông nhằm ngưng thi hành các quy định về hiệu năng nhiên liệu đưa ra từ thời Tổng thống Barack Obama. Đặc biệt, nêu tên công ty Ford Model do ký kết thỏa thuận với tiểu bang California về các tiêu chuẩn hiệu năng cao hơn. Công ty Ford cùng với Honda Model, BMW và Volkswagen đạt thỏa thuận với tiểu bang California về hiệu năng nhiên liệu, đi ngược lại nỗ lực của Tổng thống Trump và chính phủ của ông nhằm không cho tiểu bang này đưa ra tiêu chuẩn để chống lại tình trạng thay đổi khí hậu. Các tiêu chuẩn hiệu năng nhiên liệu của tiểu bang California thấp hơn quy định đưa ra thời ông Obama, nhưng lại cao hơn những gì chính phủ của Tổng thống Trump đề nghị. Một lần nữa, kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ màn hình của đài CBN trên băng tần 18.14. Chúng tôi sẽ trở lại ngay với phần tin Việt Nam và đời sống.